Chính chủ cần bán nhà xây mới 4 tầng tại tổ 8, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây là ngôi nhà có diện tích ở trên sổ đỏ là 30m², được thiết kế 4 tầng, bao gồm là 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Có vị trí nằm rất là thuận tiện ở gần chợ Xóm, gần Đại học Đại Nam, gần Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại. Rất là tiện đi lại, cách bến xe Yên Nghĩa chỉ khoảng tầm 2,5 km. Và đây là cái vị trí ở phía trước của ngôi nhà. Mọi người có thể thấy luôn là đường ở trước nhà là rộng 2,5 m. Toàn bộ ngôi nhà đều đã được hoàn thiện xong hết. Đấy, quý khách hàng có nhu cầu là có thể là chuyển đồ về và ở luôn. Sau đây thì mời mọi người tham quan chi tiết ở phía bên trong của ngôi nhà. Ở phía tầng 1 thì sẽ được thiết kế là bao gồm là 1 phòng bếp, 1 phòng khách và 1 nhà vệ sinh phụ. Mọi người có thể thấy với cái thiết kế diện tích là 30m² thì được kiến trúc sư của chúng tôi tính toán thiết kế rất là tỉ mỉ. Toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn LED, đèn chiếu sáng cũng như là hệ thống gạch nát nền, hệ thống tủ bếp đều được hoàn thiện xong hết rồi. Đấy, mọi người có thể là nhìn qua toàn bộ cái không gian đây. Có cửa chính và cửa sổ cho nên là trong ngôi nhà luôn luôn đầy đủ ánh sáng và không khí. Hệ thống tủ bếp sử dụng chất liệu là bằng gỗ son đào. Vòi rửa và chậu rửa là sử dụng là chất liệu là bằng inox 304. Ở trong nhà vệ sinh của tầng 1 thì là sẽ có bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và cũng như là cái hệ thống máy bơm nước dùng để bơm nước lên trên bồn nước ở bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Đấy. Cái không gian ở tầng 1 rất là rộng, rất là thoáng, nằm ở trong khu vực đông dân cư, đường xá rất là thuận tiện đi lại. Tiếp theo đây là cái hệ thống cầu thang của ngôi nhà. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là sử dụng là chất liệu là bằng gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc và cổ bậc cầu thang là dùng chất liệu là đá granite nguyên tấm. Ở phía bên trên tầng 2 của ngôi nhà thì sẽ được thiết kế là bao gồm là 1 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Với cái diện tích là 30m² cho nên là chia mỗi tầng là 1 phòng ngủ, cho nên cái không gian ở trong phòng ngủ rất là rộng. Mọi người có thể nhìn thấy không gian phòng ngủ nó vô cùng rộng luôn. Chúng ta có cửa sổ mở ra bên ngoài để lấy ánh sáng và cung cấp ánh sáng cho toàn bộ căn phòng. Chúng tôi cũng đã thiết kế sẵn cái hệ thống ống chờ điều hòa cũng như là hệ thống lan can sát hộp để đảm bảo tính an toàn của ngôi nhà. Hệ thống trần thạch cao, đèn chiếu sáng là đều được hoàn thiện xong hết. Cái diện tích của căn phòng này thì quý khách hàng hoàn toàn có thể là kê giường, tủ, bàn ghế, bàn làm việc và bàn trang điểm. Hệ thống cửa thông phòng sử dụng là cửa gỗ lim Nam Phi, cửa gỗ nguyên tấm rất là rộng. Tiếp theo đây là khu vực nhà vệ sinh của tầng 2. Nhà vệ sinh của tầng 2 sử dụng gạch ốp nát là kích thước là 30x60 hàng loại 1. Đã được chúng tôi lắp đặt hoàn thiện xong hết hệ thống bồn cầu, hệ thống lavabo, hệ thống sen tắm nóng lạnh cũng như là hệ thống phụ kiện. Đó, nhà vệ sinh rất là rộng. Cửa nhà vệ sinh là sử dụng là bằng cửa nhôm kính. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 3. Thiết kế của tầng 3 và tầng 2 là sẽ tương tự như nhau. Chúng ta sẽ có 1 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Phòng ngủ rất là rộng và nhà vệ sinh là cũng đã được lắp đặt hoàn thiện xong tất cả các đồ đạc rồi. Đấy, quý khách hàng là chuyển về ở luôn được. Cái ngôi nhà này thì là cái vị trí rất là thuận tiện, nằm tại tổ 8, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Xung quanh bán kính 500m thì là có đầy đủ hệ thống chợ, hệ thống siêu thị, trường mầm non, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3 Trần Hưng Đạo, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, trường Cao đẳng Y Dược Hà Nội, trường Đại học Đại Nam. Cách bến xe Yên Nghĩa chỉ 2,5 km, rất là thuận tiện cho những khách hàng ở khu vực các tỉnh miền Bắc. Tiếp theo đây là mời mọi người tham quan ở phía bên trên tầng 4 của ngôi nhà. Thiết kế của tầng 4 thì sẽ bao gồm là 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 1 khu vực giặt đồ. Ở phía ô cầu thang thì là sẽ có thêm một cái ô giếng trời dùng để cấp ánh sáng cho toàn bộ cái ô cầu thang, cung cấp ánh sáng cho ngôi nhà.
Và đây là cái khu vực dùng để thiết kế là đặt máy giặt cũng như là quý khách hàng là có thể là giặt quần áo, giặt tay ở đây. Phía bên trong đây là khu vực dùng để phơi đồ. Đấy, rất là thoáng. Và ở phía bên ngoài đây là khu vực được chúng tôi thiết kế là để làm phòng thờ. Tùy theo cái công năng sử dụng của khách hàng và tùy theo cái nhu cầu của khách hàng thì là mọi người có thể sắp xếp phòng theo ý của mình. Đấy, rất là hợp lý. Sau đây thì tôi xin nhắc lại một chút về cái thông tin của ngôi nhà này để khách hàng có thể nắm được rõ hơn. Ngôi nhà có diện tích là 30 m², được xây mới 4 tầng, bao gồm là 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng thờ, 1 sân phơi và 3 nhà vệ sinh. Có vị trí nằm tại tổ 8, phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Có hướng chính là hướng Đông Nam và đang được bên công ty chào bán với giá là 1 tỷ 700 triệu đồng. Bên công ty sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí sang tên sổ đỏ cho khách hàng. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng đối với những khách hàng có nhu cầu. Mọi người cần tư vấn chi tiết hoặc là cần xem nhà trực tiếp thì xin vui lòng liên hệ số điện thoại ở phía bên trên màn hình. Em Ánh 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video nếu như mà thấy video có nhiều thông tin bổ ích thì nhớ like video và chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video giới thiệu về nhà và các bất động sản cần bán khác. Xin chân thành cảm ơn.